6.000 xe được lắp ráp trong năm đầu tiên. 12.000 tỷ đồng trên một năm dự án mang lại. 11.000 lao động địa phương dự kiến có việc làm. 1.000 tỷ dự kiến nộp ngân sách cho nhà nước hàng năm. Nhanh chóng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao đất, chấp thuận đầu tư. Thế nhưng gần 2 năm, đại dự án này vẫn án binh bất động. Đây chính là dự án sản xuất, lắp ráp ô tô, máy xây dựng tại Hậu Lộc, Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Giải trí Nghe nhìn Toàn cầu. Một dự án mà dư luận đặt nhiều câu hỏi về năng lực của chủ đầu tư. Kèm theo đó là tính pháp lý, chủ trương giao đất và chấp thuận đầu tư dự án của các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa.